Giá gia cầm hôm nay mùng 9 tháng 8, giá vịt cao nhất lên 58.000 đồng mỗi kg, giá gà công nghiệp vật tăng do học sinh quay lại trường, giá vịt hôm nay đi ngang, so với giá thị trường mấy ngày đầu tháng 8 năm 2023, giá vịt thịt hôm nay không có biến động nhiều, giá vịt bơ bán tại các vùng miền Bắc cao nhất khoảng trên 50.000 đồng mỗi kg, giá vịt bầu lai bán tại các trại ở Hà Nội, Hà Nam dao động từ 50.000 đồng đến 51.000 đồng mỗi kg giá vịt siêu thịt ở các vùng phía Nam như Đồng Nai, Vĩnh Long bán tốt được 53.000 đồng đến 54.000 đồng mỗi kg. Giá vịt cherry có trại ở Long An bán được 53.000 đồng mỗi kg. Giá vịt sim bán buôn cao nhất được 58.000 đồng mỗi kg. Giá vịt trời bán cho thương lái ở các vùng duy trì ở mức trên dưới 90.000 đồng mỗi con. Giá vịt đẻ thải bán tại các trại ở các vùng phổ biến ở mức 65.000 đồng đến 70.000 đồng mỗi con. Giá vịt biển loại 3,5 tháng tuổi đạt trên 2 kg con bán khoảng từ 90.000 đồng đến 100.000 đồng mỗi kg. Giá vịt bầu minh hương, vịt đặc sản thả suối bán ở các vùng yên bái khoảng từ 80.000 đồng đến 85.000 đồng mỗi kg. Giá ngang thịt bán tại trại khoảng 57.000 đồng mỗi kg ngang mái. Ngang đực già có nơi bán trên 70.000 đồng mỗi kg. Giá gà thịt hôm nay, gà công nghiệp ăn giá. Theo ông Phạm Văn Trọng Thương Lái ở Hà Nội, giá gà công nghiệp hôm nay tăng thêm khoảng 1.000 đồng mỗi kg. Loại gà trên 3 kg công bán tại các trại khoảng 38.000 đồng đến 38.500 đồng mỗi kg. Có nhiều nhận định giá gà công nghiệp tăng là do các học sinh sau kỳ nghỉ hè quay lại trường học nên các bếp ăn tập thể đã mở cửa trở lại. Giá gà lông trắng loại trên 3,5 kg mỗi con bán buôn khoảng 40.000 đồng mỗi kg. Giá gà ta bán tại các vùng Vĩnh Long, Long An có nơi bán được trên 90.000 đồng mỗi kg, so với giá thành sản xuất bình quân là 60.000 đến 63.000 đồng mỗi kg thì người nuôi hiện có lãi từ 32.000 đến 35.000 đồng mỗi kg. Giá gà nòi bán từ 70.000 đồng đến 75.000 đồng mỗi kg. Giá gà lông màu ngắn ngày bán tại các vùng miền trung khoảng 55.000 đồng đến 57.000 đồng mỗi kg. Giá gà ri lai loại trên 4 tháng bán tại các trại ở Thái Bình khoảng 75.000 đồng mỗi kg. Giá gà mí sơn tay bán tại các trại ở Hà Nội, hòa bình cao nhất khoảng trên 110.000 đồng mỗi di. Gi. Giá gà vịt tại các trại cụ thể như sau. Giá gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Bắc giao động trong khoảng 50.000 đồng mỗi kg. Gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Trung giao động trong khoảng 55.000 đồng mỗi kg. Gà thịt lông màu ngắn ngày miền đông dao động trong khoảng 52.000 đồng mỗi kg. Gà thịt lông màu ngắn ngày, miền tây dao động trong khoảng 53.000 đồng mỗi kg. Gà thịt miền bắc dao động trong khoảng 39.000 đồng mỗi kg. Gà tên, miền trung dao động trong khoảng 43.000 đồng mỗi kg. Gà thịt miền đông dao động trong khoảng 43.000 đồng mỗi kg. Gà thịt miền tây dao động trong khoảng 43.000 đồng mỗi kg. Giá vịt thịt Super M miền Đông dao động trong khoảng 50.000 đến 51.000 đồng mỗi kg, giá vịt thịt riêng bao miền Đông dao động trong khoảng 51.000 đến 52.000 đồng mỗi kg.